giải nữ Múa Tô Thanh Hương của Gạch Thất phố đỏ và Đô Thị Lộc của Linh Bình phố xanh, trong tay điều khiển Ngọc Quỳnh và hai đô nguyên đồng chí xe lại. Hiện nay đô Nguyễn Hồng Kỳ đã toàn thắng leo hai và xin giữ giải hai. Đề nghị các đô các sân cho người theo dõi. Sau trận đấu này, chúng tôi xin mời hai đô ở lèo đường số 6 ngày hôm qua, đô Văn Quân của Hà Nội và đô Nguyễn Văn Hải công an chuẩn bị. Mời hai đô ra giữa suối. Tiểu ban vật, khu phố Tiêu Sơn, xin chân thành cảm ơn anh Đỗ Đức Long, thành phố Bắc Ninh đã có tấm lòng vàng cung ứng cung đức vào tiểu văn vật 500.000 đồng thay mặt tiểu văn vật. Xin cảm ơn anh Long và gia đình, xin chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Leo đường số 6 của đô Văn Quân của Hà Nội và đô Văn Hải của Công an.